Ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần đáy túi. Sợi mình sử dụng đó là sợi cốt tông Việt Nam 1mm loại cuộn dài như thế này. Mình chập đôi sợi lại, sử dụng kim móc là 2.5mm. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu móc vào cái phần đáy túi. Các bạn gầy lên cho mình một sợi dây bính, gồm 47 mũi bính. Các bạn sẽ gầy lên cho mình là 47 mũi bính. Sau khi các bạn gầy lên một sợi dây bính có tổng số bính là 47. Đây, ở vị trí bính thứ 47 các bạn giữ ở đây nha. Các bạn lên tiếp cho mình 3 mũi bính. Các bạn vòng dây trên kim, móc vào cái bính thứ 47 lúc nãy cho mình 2 mũi kép. Móc vào cái bính thứ 47 cho mình 2 mũi móc kép. Sau đó lần lượt mỗi chân bính các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Lần lượt mỗi chân bính các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Mỗi chân bính móc một mũi móc kép. Các bạn lặp lại như vậy cho mình cho đến vị trí mũi bính cuối cùng này. Khi các bạn móc đến cái chân bính cuối cùng này, đây mình còn một chân bính cuối cùng ở đây, thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân bính này là 5 mũi móc kép nha. Cái chân bính cuối cùng này các bạn móc cho mình là 5 mũi móc kép. Sau đó thì các bạn sẽ móc cái phía bên này mỗi chân mũi lại một mũi móc kép. Các bạn móc phía đối diện lại với cái hàng móc kép mình đã móc đây. Các bạn móc phía bên này cho mình là mỗi chân mũi một mũi móc kép đối xứng qua. Các bạn lặp lại, móc cho mình mỗi chân mũi một mũi móc kép đối xứng với lại cái hàng móc kép mình vừa móc. Đồng thời các bạn để cái sợi dây thừa lúc mà mình bắt mũi á, các bạn để dọc và các bạn giấu luôn. Trong quá trình móc mình sẽ giấu luôn cái sợi dây thừa. Các bạn lại móc cho mình mỗi chân mũi một mũi móc kép đối xứng với lại hàng móc kép mà mình đã móc trước đó. Đây, như thế này. Các bạn móc đối xứng. Lặp lại cho mình cho đến hết nha. Khi các bạn móc xong đến cuối hàng như này thì đây, ở cái vị trí cái chân bính mà mình lên lúc đầu, mình lên 3 bính và mình không móc 2 mũi kép vào cái chân bính đó, thì ở cái chân bính thứ 47 bắt đầu của mình, giờ các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi kép vào chung, vào chung cái chỗ chân bính thứ 47 lúc mà mình lên đầu tiên. Các bạn móc tiếp cho mình 2 mũi móc kép vào đó. Sau đó các bạn móc vào cái chân bính thứ 3 lúc mà mình lên 3 bính, bạn móc vào chân bính thứ 3 cho mình và nối qua bằng một mũi rời. Nó hơi chặt, mình móc hơi chặt tay nên là các bạn kéo qua nối cho mình vào một mũi rời. Như vậy là mình vừa mới móc xong hàng đầu tiên của cái phần đế, mình sẽ được một miếng như thế này. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục móc lên hàng thứ hai. Móc lên hàng thứ hai thì các bạn lại tiếp tục lên cho mình một ba bính, 1 2 3. Ba bính ứng, ba bính này tương ứng với lại một mũi kép nha. Sau đó các bạn vòng dây trên kim, móc vào chung với lại cái chân bính mình vừa lên một mũi móc kép. Móc vào chân bính mình vừa lên một mũi móc kép. Sau đó các bạn lại tiếp tục móc sang cái chân kép bên cạnh, sang cái chân kép bên cạnh một mũi móc kép.
tiếp theo, ở chân kép tiếp theo. Chân kép tiếp theo, các bạn móc cho mình 3 mũi móc kép chung với lại cái chung với một chân nó. 1 2 3. Sau đó thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân kép như thế này. Các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Bạn lặp lại cho mình cho đến bên này. Đây, đến chân kép này. Đây là 5 mũi kép, 1 2 3 4 5. Đây là 5 mũi kép chung một chân ở đây. Thì các bạn móc cho mình đến đây. Các bạn cứ dừng lại, mình sẽ hướng dẫn tiếp. 1 2 3 4 5. Đây là 5 mũi kép chung chân ở vòng thứ nhất. Bây giờ các bạn là sau khi móc xong 3 mũi kép chung chân chỗ này thì bắt đầu từ vị trí mũi kép tiếp theo, các bạn sẽ móc cho mình là mỗi chân mũi một mũi móc kép. Khi mình móc đến đây, đây là 5 mũi tiếp theo mà mình móc ở hàng trước chung chân, thì cái mũi đầu tiên của cái cụm 5 mũi chung chân ở hàng trước, cái mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây là 3 mũi kép chung chân. Xong đến cái chân tiếp theo, mình móc một mũi móc kép chân ở chính giữa. Đây, mũi ở chính giữa, chân thứ 3, các bạn móc cho mình vào đây là 3 mũi kép chung chân. Đến chân thứ 4, các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Đến chân thứ 5, các bạn lại tiếp tục móc cho mình 3 mũi kép chung chân. Tức là ở cái cụm 5 mũi này, mình sẽ có 3 vị trí móc 3 mũi kép chung chân. Đó là vị trí số 1, vị trí số 3 và vị trí số 5. Các bạn lưu ý cho mình nha. Sau đó, sau khi móc xong thì các bạn sang chỗ này, thì các bạn cứ tiếp tục móc cho mình là mỗi chân mũi kép là một mũi móc kép. Giờ mình sẽ thực hiện cho các bạn xem nha. Đây, vị trí đầu tiên mình sẽ móc là 3 mũi kép. 1 2 3. Vị trí thứ hai mình móc một mũi móc kép. Vị trí thứ ba mình lại tiếp tục móc 3 mũi móc kép. 1 2 3. Vị trí thứ tư mình móc một mũi móc kép. 5. Vị trí thứ 5 mình sẽ móc là 3 mũi móc kép. Sau đó thì các bạn lại móc cho mình là mỗi chân mũi một mũi móc kép đối xứng với lại phía bên kia mình đã móc. Các bạn cứ móc như vậy cho mình, mỗi chân mũi một mũi móc kép cho đến vị trí bên này. Ở vị trí bên này nha, các bạn nhìn này, ở hàng trước, ở cái hàng vòng số 1, ở cái vị trí mũi bính thứ 47, mình đã móc là 3 bính, bên này 2 mũi kép chung vô, bên này lúc kết thúc mình cũng móc 2 mũi kép chung vô ở vị trí này. Thì cũng giống như ở phía bên kia mình đã hướng dẫn, thì cái vị trí đầu tiên đây, ở vị trí này các bạn cũng sẽ móc cho mình là 3 mũi kép. 3 mũi kép vào đây. Sang vị trí bên cạnh, mình sẽ móc là một mũi móc kép. Ở cái vị trí thứ ba này là cái vị trí mà lúc nãy mình đã lên 3 bính và móc một mũi kép vào đây. Thì tức là ở vị trí này mình đang thiếu một mũi móc kép. Thì các bạn sẽ móc vào chung vào cái chỗ sợi dây bính và cái mũi móc kép này, chung vào cái chân này một mũi móc kép. Sau đó mình sẽ nối qua bằng một mũi rời. Như vậy là mình sẽ kết thúc hàng thứ hai. Các bạn thực hiện như vậy cho mình nha. Mình đã móc đến cái vị trí mà 5 mũi chung chân mà mình nói. Thì ở vị trí đầu tiên mình móc là 3 mũi kép. 3 mũi kép. 2 3.
Vị trí thứ tiếp theo mình móc một mũi móc kép. Sau đó ở cái vị trí mà mình lên hàng bính và móc một mũi kép. Lúc đầu ở đây thiếu một mũi kép cho nên mình móc vào đây. Mình móc vào vị trí này một mũi móc kép. Như vậy là ở cái vị trí mà lên hàng mới là sẽ bao gồm là một sợi một ba mũi bính, một mũi móc kép ban đầu, và sau đó khi kết thúc hàng mình sẽ móc thêm một mũi móc kép vào chung với cái chân của dây của ba bính và mũi móc kép, và sau đó mình nối qua bằng một mũi giờ. Như vậy là mình đã kết thúc hàng thứ hai, cái vòng thứ hai của cái phần đế. Bắt đầu sang vòng thứ ba thì các bạn lưu ý cho mình như thế này. Ở tất cả các vòng thì ở cái vị trí hàng bính lên đây, đây là vị trí của ba mũi bính, thì các bạn tiếp tục hàng tiếp theo các bạn cũng sẽ móc lên ba mũi bính. Và vì ba mũi bính này nó nằm ở cái cụm mà ba cái mũi chung nhau như thế này, thì khi các bạn lên hàng tiếp theo các bạn móc ba bính, sau đó các bạn sẽ móc một mũi kép vào chung với cái chỗ chân bính mà mình lên. Còn các bạn nhìn cho mình này, cứ ở những cái vị trí mà ba mũi kép chung chân đây, cứ ở những cái vị trí mà ba mũi kép chung chân thì các bạn sẽ móc vào cái mũi kép ở giữa, mũi kép ở chính giữa là ba mũi kép tiếp theo. Lên hàng mới thì cứ vào cái vị trí mũi kép ở giữa, thì vào cái vị trí chân này các bạn sẽ móc cho mình là ba mũi kép chung chân. Còn tất cả các mũi kép còn lại các bạn chỉ móc là một mũi móc kép. Mình lấy ví dụ như ở đây, cái vị trí chính giữa là sợi dây xích ba bính, thì các bạn lên tiếp ba bính, sau đó các bạn móc vào cái chân của cái bính mình lên một mũi móc kép. Sau đó hai mũi kép tiếp theo các bạn chỉ móc là mỗi chân mũi một mũi móc kép. Xong đến chỗ này là ba mũi kép mà mình móc chung với lại chân hàng trước, thì mũi kép đầu tiên các bạn cũng sẽ móc là một mũi móc kép. Ở cái mũi kép chính giữa thì các bạn mới móc là ba mũi móc kép chung chân. Các mũi móc kép tiếp theo các bạn sẽ móc là mỗi chân một mũi móc kép. Cho đến sang vị trí bên này, ở vị trí bên này cái cụm này mình sẽ có là ba vị trí mình móc là ba mũi kép chung chân. Đó là vị trí này, vị trí đầu tiên mình móc ba mũi kép chung chân, thì các bạn cũng sẽ dựa vào cái vị mũi ở giữa các bạn sẽ móc vào đây là ba mũi kép chung chân. Còn các mũi xung quanh các bạn chỉ móc là một mũi móc kép tương ứng với một chân. Tiếp theo cái cụm ở chính giữa này cũng là ba mũi móc kép chung chân ở hàng trước, thì ở hàng tiếp theo các bạn sẽ dựa vào vị trí ở chính giữa này, các bạn sẽ móc vào đây là ba mũi kép chung chân. Còn các vị trí xung quanh thì các bạn chỉ móc là một mỗi chân mũi một mũi móc kép. Tiếp theo cái cụm này cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ móc vào cái chân ở chính giữa này là ba mũi kép chung chân, còn hai cái mũi hai bên thì chỉ móc là một chân mũi một mũi móc kép. Sau đó các bạn lại tiếp tục móc cứ mỗi chân mũi một mũi móc kép cho đến vị trí bên này, thì cái cụm đầu tiên cũng là cụm ba mũi móc kép chung chân, thì cái ở cái vị trí chính giữa này các bạn cũng sẽ móc là ba mũi móc kép. Riêng cái lúc mà bạn kết hàng thì vì ban đầu mình lên là ba bính, sau đó mình móc một mũi móc kép vào cái chân bính đó, thì tức là mình đang thiếu một mũi móc kép. Cũng giống như hàng vừa rồi, mình sẽ móc vào cái chân này thêm một mũi móc kép, và sau đó sẽ nối qua bằng một mũi giờ và kết thúc hàng thứ ba. Tổng cộng các bạn sẽ móc cho mình là 6 hàng. Ở đây mình đã hướng dẫn xong 2 hàng. Các bạn thực hiện cho mình hàng thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Thì cứ mỗi hàng là mình sẽ tăng thêm một cái cụm như thế này. Thì cứ ở vị trí chính giữa của cái cụm 3 mũi chung chân thì mình mới tăng mũi. Là mình sẽ móc vào cái vị trí chính giữa này là 3 mũi kép chung chân. Còn các vị trí còn lại thì mình chỉ móc là mỗi chân mũi một mũi móc kép. Mình sẽ up ra kèm với lại cái chạc hình do mình vẽ để các bạn tưởng dễ hình dung được cái phần vị trí mà mình móc 3 mũi kép. Các bạn cứ làm lần lượt như vậy cho mình tổng cộng là 6 vòng nhé. Ở đây mình đã thực hiện được 2 vòng và các bạn sẽ thực hiện cho mình 4 vòng còn lại. Xin chào các bạn. Ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc lên phần thân của túi. Thì sau khi móc xong phần đáy thì mình sẽ có một cái đáy như thế này. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc lên phần thân. Để móc lên phần thân thì các bạn lại lên tiếp cho mình 3 mũi bính tương ứng với lại một mũi kép.
bạn lên 3 bính tương ứng với một mũi kép nha. Sau khi lên 3 bính xong rồi, các bạn lại lên tiếp cho mình một bính nữa. Lên tiếp cho mình một bính. Sau đó các bạn bỏ qua một chân mũi, móc vào chân mũi tiếp theo, bỏ qua một chân mũi, móc vào chân mũi tiếp theo. Một mũi móc kép. Sau đó các bạn móc cho mình tiếp là 5 mũi móc kép. Tổng cộng mình sẽ móc 6 mũi móc kép liền kề nha. 2 3 4 5 6. Xong các bạn lại lên tiếp cho mình một bính. Vòng dây trên kim, bỏ qua một chân mũi, móc vào chân mũi tiếp theo 6 mũi móc kép liền kề. Các bạn móc mỗi chân mũi một mũi móc kép nha. Tổng cộng là 6 mũi kép liền kề. 2 3 4 5 6. Lúc này các bạn lại lên tiếp cho mình một bính. Bỏ qua một chân mũi, móc vào chân mũi tiếp theo một mũi móc kép. Sau đó các bạn lại tiếp tục lên một bính. Bỏ qua một chân mũi, móc vào chân mũi tiếp theo một mũi móc kép. Như thế này. Sau đó thì các bạn, sau khi móc xong mũi móc kép này thì các bạn sẽ móc cho mình tiếp theo là 5 mũi móc kép tiếp liền kề nhau. Sao? Các bạn nhìn này, là lúc đầu mình móc là 6 mũi móc kép liền kề đây. Lên một bính, bỏ qua một chân mũi, móc tiếp 6 mũi móc kép liền kề. Lên một bính, bỏ qua một chân mũi, móc một mũi kép. Lên một bính, bỏ qua một chân mũi. Các bạn lại tiếp tục móc cho mình 6 mũi kép. 6 mũi kép liền kề. Giờ mình sẽ lặp lại tiếp cái cụm ở bên này. Đây, tức là mình sẽ lên một bính. Bỏ qua một chân mũi, móc tiếp 6 mũi móc kép liền kề. Giờ các bạn nhìn cho mình nha. Ở bên này là mình móc 6 mũi móc kép liền kề. Bỏ một ô đây. Tiếp tục 6 mũi móc lên mũi kép liền kề thì mình sẽ bỏ là lên một bính, móc một mũi kép, lên một bính, móc tiếp 6 mũi kép liền kề. Như vậy là cái cụm từ cái vị trí này đến cái vị trí này nó sẽ giống như từ cái vị trí này đến cái vị trí này. Vậy thì tiếp theo mình sẽ móc là cái cụm này. Tức là tiếp theo ở cái chỗ này mình sẽ là lên một bính, bỏ qua một chân mũi, móc một mũi kép. Lên một bính, bỏ qua một chân mũi, móc tiếp 6 mũi kép liền kề như thế này. Các bạn sẽ lặp lại cách móc như vậy cho mình cho đến hết một cái vòng của cái đế này nha. Và sau khi móc xong đến cuối hàng như thế này thì các bạn để ý nha. Ở chỗ này là mình vừa mới móc 6 mũi móc kép, bỏ một bính. Lên một bính, bỏ một chân mũi, xong sau đó là tiếp tục 6 mũi móc kép. Thì nếu như vậy theo quy luật thì mình sẽ móc là lên một bính, bỏ một chân mũi, móc một mũi kép, lên một bính, bỏ một chân mũi. Thì vì đằng đầu, lúc đầu của mình đã móc lên là 3 mũi bính cộng với lại thêm một mũi bính và bỏ một chân mũi. Đây. Ban đầu mình đã móc như thế này thì tức là ở đây mình đang thiếu thêm là mình sẽ lên một bính. Như cụm này thì mình đã có 3 mũi bính tương ứng với lại một mũi móc kép rồi, một bính rồi. Thì mình sẽ thiếu là lên một bính và bỏ một chân mũi. Thì ở đây là cuối cùng mình còn một chân mũi thì mình sẽ lên thêm một bính. Sau đó mình sẽ nối qua bên này bằng một mũi rời. Các bạn đếm 1, 2, 3. Mình sẽ nối qua ở vị trí bính thứ 3. Cái lúc mà mình lên đầu hàng, các bạn sẽ nối qua bên này cho mình bằng một mũi rời. Như vậy là mình vừa kết thúc móc xong hàng 1 của phần thân túi. Đây, mình cũng sẽ có một cái cục như ở bên này.
Đó. Giờ mình sẽ tiếp tục lên hàng thứ hai. Các bạn lại lên cho mình 3 bính vòng dây trên kim. Các bạn móc vào cái ô này một mũi móc kép. Sau đó các bạn lên một bính vòng dây trên kim, các bạn bỏ qua cái chân mũi tiếp theo, chân mũi kép này, các bạn móc sang chân mũi kép thứ hai một mũi móc kép. Sau đó các bạn móc cho mình mỗi chân mũi một mũi móc kép. Các bạn cứ móc liên tiếp. Đây, đến cái vị trí này là cái vị trí cái ô ở hàng trước của mình, các bạn cũng móc vào đấy một mũi móc kép. Sau khi móc xong vào ô đấy, tiếp theo là mình sẽ có 6 cái chân mũi liên tiếp đây. Thì mình sẽ móc 5 mũi móc kép. Ba, bốn, năm. Ở cái chân kép thứ sáu các bạn sẽ không móc. Ở chân kép thứ sáu các bạn sẽ không móc mà các bạn sẽ lên cho mình một bính vòng dây, bỏ qua cái chân kép này, các bạn móc vào cái ô trống ở hàng trước một mũi móc kép. Cái chân kép này một mũi móc kép. Móc tiếp vào cái ô trống này một mũi móc kép. Như vậy là mình sẽ có 3 mũi móc kép. Bạn lại lên tiếp cho mình một bính. Các bạn bỏ qua chân kép đầu tiên, các bạn móc vào chân kép thứ hai một mũi móc kép. Sau đó các bạn cứ móc những mũi kép liền kề. Các bạn lặp lại cách móc như ở cụm đầu tiên. Các bạn lặp lại cách móc như ở cụm đầu tiên, tức là mình sẽ móc 5 mũi móc kép này, thêm mũi móc kép thứ sáu ở chính giữa cái ô này. Xong sau đó là móc tiếp 5 mũi móc kép, bỏ qua một chân kép, móc tiếp 3 mũi móc kép, lại bỏ qua. Bạn sẽ lặp lại cách móc y như cụm đầu tiên nha. Mình sẽ móc những chân kép liền kề như thế này. Sau đó đến cái ô trống ở hàng trước, mình sẽ móc vào đó một mũi móc kép. Tiếp theo là mình sẽ có là 6 mũi móc kép liền kề ở hàng trước. Thì mình sẽ bỏ qua một chân mũi đầu tiên, mình lên một bính, bỏ qua chân mũi đầu tiên. Sau đó mình sẽ móc là một, mình xin lỗi, ở cái chỗ này các bạn móc luôn nha. Đây các bạn nhìn này, mình xin lỗi cái chỗ này, cái chỗ này ở cụm trước của mình là sau khi móc xong vào cái ô trống này thì các bạn sẽ móc luôn. Các bạn móc luôn 5 mũi móc kép liền kề. Sau khi các bạn móc xong 5 mũi móc kép liền kề này thì các bạn sẽ bỏ qua chân kép thứ 6. Các bạn lên một bính, bỏ qua chân kép thứ 6, móc vào cái ô trống một mũi móc kép. Móc vào cái chân kép một mũi móc kép. Móc vào ô trống một mũi móc kép. Sau đó các bạn lại lên một bính, bỏ qua chân kép đầu tiên, móc tiếp. Các bạn lặp lại cách móc như vậy cho mình nha. Qua bên này thì các bạn lại tiếp tục lặp lại cách móc của cái cụm này. Các bạn sẽ lặp lại cách móc như vậy cho mình cho đến hết cái vòng tròn của đế nha. Đây. Đó, của mình đã lên như thế này đây. Các bạn lặp lại cách móc tương tự cho mình cho đến hết cái hàng thứ hai này. Khi các bạn móc đến cuối hàng thì ở đây cụm 6 mũi kép liên tiếp mình đã móc được 5 mũi. 1 2 3 4 5, tức là ở mũi thứ 6 này mình sẽ không móc, mình sẽ bỏ qua không móc, mình lên một bính giống như ở đằng trước này của mình. Mình cũng sẽ lên một bính, bỏ qua chân thứ 6, sau đó mình sẽ móc vào ô này một mũi móc kép, vào chân kép một mũi móc kép, vào ô trống một mũi móc kép. Thì ở đây vì ở là cuối hàng của mình, cái lúc mà mình bắt đầu
lên hàng thứ hai á, mình đã móc 3 mũi bính tương ứng với một mũi móc kép. Ô trống này mình đã móc một mũi móc kép. Vì vậy cho nên lúc này mình sẽ lên một bính vòng dây, bỏ qua chân kép thứ 6 và móc vào cái ô bính này một mũi móc kép. Sau đó mình sẽ nối qua chân bính thứ 3. Chân bính thứ 3 cái lúc lên hàng để kết bằng một mũi rời. Ở đây mình móc chặt quá cho nên là lấy chân bính hơi khó. Các bạn thấy. Và nối qua bằng một mũi rời. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong hàng thứ hai. Bây giờ mình tiếp tục lên hàng thứ ba. Các bạn lên cho mình 3 mũi bính. Vòng dây trên kim, móc vào chân kép tiếp theo một mũi móc kép. Các bạn móc vào cái ô trống này một mũi móc kép. Sau đó các bạn lên một bính, bỏ qua chân kép này, chân kép đầu tiên các bạn móc vào chân kép tiếp theo một mũi móc kép. Sang chân kép tiếp theo 2 mũi. Chín. Sau khi sau móc chín, bạn lên một bính, các bạn nhìn cho mình này. Ở hàng trước mình móc đến vị trí này. Đây, vị trí này thì mình sẽ bỏ qua một chân mũi. Mình lên một bính, bỏ qua một chân mũi, móc tiếp. Thì ở bên này cũng vậy, mình sẽ bắt đầu lại lùi vào, mình lên một bính, mình bỏ qua chân kép cuối cùng, mình móc vào ô trống. Một mũi móc kép. Chân kép tiếp theo. Chân kép tiếp theo. Tức là mình sẽ móc vào 3 chân kép. Sau đó đến cái ô trống này, mình lại móc vào đây một mũi móc kép. Mình sẽ bỏ qua chân kép đầu tiên. Bạn lên một bính, bỏ qua chân kép đầu tiên, móc tiếp vào. Nào, các bạn nhìn cho mình nha. Cái lúc này, cái phần ô ở giữa này, cái ô này này là nó sẽ thu hẹp dần. Mình cứ bỏ qua một chân mũi thì nó sẽ thu hẹp dần. Bên này cũng vậy, nó sẽ thu hẹp dần. Còn ở cái phần này thì nó sẽ bắt đầu rộng ra dần. Đầu tiên là 1, 3, 5. Nó sẽ tiếp tục thu. Thì ở đây, cái cụm này nó sẽ bị thu vào. Thì mình sẽ móc những cái mũi móc kép liền kề cho đến cái chân mũi cuối cùng mình sẽ không móc. Mình lại bỏ qua lên một bính, móc tiếp vào bên này. Thì mình sẽ móc vào ô trống này, 3 mũi móc kép vào đây, ô trống này. Xong sau đó mình lại bỏ cái chân kép này, mình lại móc tiếp. Như vậy là cái phần liền kề này nó sẽ càng ngày càng thu hẹp lại. Còn cái phần này nó sẽ càng ngày càng mở rộng ra. Ở đây là 1 mũi, đây là 3 mũi, 5 mũi. Thì hàng tiếp theo nó sẽ là 7 mũi. Nó sẽ cứ tăng dần như vậy. Thì các bạn cứ móc như vậy cho mình cho đến cuối hàng nha. Khi các bạn móc đến cuối hàng thì đây là vị trí chân kép cuối cùng, mình cũng sẽ không móc mà mình lên một bính, bỏ qua cái vị trí kép cuối cùng, mình móc vào cái ô trống. Tiếp theo là ở cái vị trí chân kép tiếp theo, mình móc một mũi móc kép. Sau đó mình sẽ nối qua chân bính thứ ba của cái ba bính lúc đầu mình lên hàng mới. Mình sẽ móc qua và nối bằng một mũi rời. Các bạn kéo qua và nối cho mình bằng một mũi rời. Như thế này. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong hàng thứ 3. Bắt đầu từ hàng thứ 4, thứ 5, thứ 6 thì các bạn cũng sẽ móc tương tự cho mình. Tức là khi các bạn móc thì cái phần này
cái phần ô này nó sẽ càng ngày càng nhỏ lại và cái phần này nó sẽ càng ngày càng rộng ra. Riêng ở điểm bắt đầu thì các bạn cứ lên 3 bính rồi móc. Ví dụ như ở hàng này thì các bạn sẽ móc lên 3 bính và móc một mũi kép, sau đó là bỏ qua một chân mũi lên bính. Thì ở hàng tiếp theo thì sẽ là lên một bính, lên 3 bính thì sẽ móc 2. Hàng tiếp theo sẽ là lên một bính và móc 3, thì các bạn cứ sẽ móc lần lượt qua đây. Mình cũng sẽ móc vào ô trống này và bỏ qua chân kép đầu tiên, móc tiếp các mũi kép, bỏ qua chân kép cuối cùng. Thì cái phần ô này nó sẽ càng ngày càng nhỏ lại và cái phần ô này nó sẽ càng ngày càng to ra. Ví dụ như ở hàng thứ 3 này thì cái ô này đã được 5 mũi kép. Thì đến hàng thứ 4, ô này sẽ là 7 mũi kép. Đến hàng thứ 5 thì sẽ là 9 và đến hàng thứ 6 sẽ là 11. Nó sẽ tăng dần lên như vậy. Các bạn sẽ móc cho mình như vậy nha. Lần lượt hàng thứ 4, thứ 5, thứ 6. Các bạn móc xong hàng thứ 6 thì cái phần ô này sẽ còn lại là 3 mũi. Tức là cứ mỗi hàng mình giảm đi 2, đầu hàng và cuối hàng như thế này, các bạn giảm đi 2, giảm đi 2, giảm đi 2, thì đến hàng thứ 6 nó sẽ chỉ còn lại 3 mũi ở cái ô này. Còn cái phần này nó sẽ tăng ra. Các bạn cứ móc như vậy lần lượt cho mình cho đến hàng thứ 6 nha. Sau khi các bạn móc xong hàng thứ 6 thì đây, chỗ này của mình đã còn lại là 3 mũi. Bên này đã rộng ra như thế này. Giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn lên hàng thứ 7. Các bạn lưu ý nha. Khi mà mình nối hàng qua đây bằng một mũi rời, tiếp theo các bạn đâm sang chân kép bên cạnh. Các bạn rời mũi cho mình. Mình sẽ rời mũi sang chân bên cạnh. Như vậy là bình thường hàng lên hàng mới của mình là hàng chân mũi này, nhưng bây giờ mình sẽ rời sang để sang chân mũi bên cạnh. Lý do vì sao mình phải rời mũi sang chân mũi bên cạnh thì chút xíu nữa mình sẽ nói cho các bạn biết. Các bạn lên cho mình 3 mũi bính. 1, 2, 3. Sau đó các bạn lại tiếp tục móc mũi kép. Cứ mỗi chân mũi một mũi móc kép. Ở cái ô trống này các bạn cũng sẽ móc mũi móc kép. Móc cho mình mỗi chân mũi. Phần ô trống mình cũng sẽ móc vào đây một mũi móc kép. Như vậy là cái cụm này nó đã tăng ra thêm một mũi. Sau đó các bạn lên một bính, bỏ qua một chân mũi, móc vào chân mũi tiếp theo một mũi móc kép. Sau đó các bạn lên một bính, bỏ qua một chân mũi, bỏ qua một chân mũi này thì mình sẽ móc tiếp vào cái ô trống. Như vậy các bạn nhìn này, cái phần ở giữa này của mình nó đã thu nhỏ lại, chỉ còn lại một mũi. Còn cái phần này thì nó lại to ra. Xong sau đó mình lại tiếp tục móc. Các bạn nhìn nha, ở cái hàng dưới này của mình, cái phần cụm này của mình có tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10, 11 mũi. Tổng cộng cái phần này của mình là 11 mũi. Vậy là các bạn sẽ móc cho mình 1, 2, 3, 4, 5. 5 mũi kép liên tiếp. Bạn sẽ móc cho mình là 5 mũi kép liên tiếp. 11 mũi mình sẽ chia đôi ra. Bạn sẽ móc cho mình 5 mũi móc kép liên tiếp. Sau khi móc 5 mũi kép liên tiếp. 5 mũi kép liên tiếp là nó tương ứng với lại 5 cái chân mũi kép ở hàng trước nha. Còn nguyên cả cái cụm này sẽ là 6 mũi kép nha. Vì một chân một cái mũi kép của mình là móc vào ô trống. Nên ở đây là của mình là 6 mũi kép này. Xong sau đó các bạn lên cho mình một bính, vòng dây trên kim. Các bạn bỏ qua một chân mũi kép. Chân tiếp theo các bạn bỏ, các bạn móc tiếp vào chân tiếp theo. Một, hai, ba, bốn, năm. Xong.
mình móc 5 mũi kép vào 5 cái chân mũi kép hàng trước, rồi ở mũi kép thứ 6 là mình sẽ móc vào cái ô trống. Các bạn nhìn nha, khi mà mình móc vào cái ô trống này xong thì mình sẽ thấy là nó sẽ giống như phần bên này, tức là mình cũng sẽ lên một bính, bỏ một chân mũi móc vào chân mũi kế tiếp, một mũi móc kép, xong sau đó mình lại lên một bính, bỏ một chân mũi, mình sẽ móc 6 mũi móc kép. Mình sẽ thực hiện bên này cho các bạn xem. Mình lại lên một bính, bỏ qua chân kép, móc vào chân kép ở giữa này. Sau đó mình lại lên một bính, bỏ qua một chân kép, móc vào. Như vậy là mình lại tiếp tục lặp lại cách móc như ở đây. Vậy vì vậy cho nên cái ô trống ở giữa này là sao? Tức là khi mà các bạn móc vào cái phần tăng, ô tăng của cái chữ V này này, đến cái vị trí mà cái hàng này nó chỉ, cái ô này nó thu nhỏ lại chỉ còn một mũi, thì các bạn sẽ chia cái hàng này ra, chia của cái cụm mà tăng như thế này ra, các bạn chia đôi, các bạn sẽ bỏ một cái chân mũi ở giữa, các bạn không móc. Đó là lý do vì sao mà ở cái hàng này mình lại rời mũi, bởi vì là cái vị trí mà mình lên hàng ở những hàng trước nó rơi trúng vào cái vị trí chính giữa này, vị trí chân của cái chính giữa này. Vì vậy khi mà mình rời mũi qua, mình móc sang cái chân bên cạnh là mình sẽ có tổng cộng 6. Đây các bạn nhìn nha, cái chân ba bính mình lên đây, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mũi kép cộng với lại cái chân, cái ba cái bính mình lên đây, tổng cộng là 6. Thì có tương ứng như bên này của mình là nó sẽ là 6, 2, 4, 6, 6 mũi. Vì vậy cho nên là các bạn cứ lặp lại cách móc như vậy cho mình. Mình sẽ móc cái phần thu hẹp lại, xong đến cái phần chính giữa của cái phần tỏa ra như thế này, các bạn lặp lại cho đến cái đoạn cuối này. Đoạn cuối này thì vì cái chỗ dây ba bính mình lên ở hàng trước mình đã rời mũi qua bên này, cho nên các bạn sẽ móc bắt đầu từ cái ô này nha. Cái ô trống này là các bạn sẽ bắt đầu đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 là sẽ vào cái mũi kép này. Thì cái ba sợi dây bính mình lên, cái sợi dây ba bính mà mình lên ở hàng trước, nó là đã là cái vị trí mà mình rời mũi rồi, thì tức là nó sẽ là cái ô trống, cái ô trống ở giữa này. Vì vậy cho nên khi móc đến mũi kép đến đây, khi các bạn móc mũi kép đến đây, các bạn sẽ lên một bính và nối qua bên này bằng một mũi rời, thì ở cái khoảng trống chỗ này nó sẽ là một ô trống tương ứng với cái vị trí này. Các bạn thực hiện cách móc cho mình hàng thứ 7 như vậy nha. Như vậy là mình vừa móc xong hàng thứ 7. Đây là cái ô trống của hàng thứ 7. Lúc mà mình rời mũi và giờ mình móc là lên một bính, bỏ qua cái chân mũi này, móc sang ba mũi bính này bằng một mũi rời. Nó tương ứng với cái ô trống như thế này ở giữa của cái cụm tăng ra. Bây giờ lên hàng tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn lên hàng thứ 8. Thì để lên hàng thứ 8 thì các bạn cũng sẽ đâm kim vào mũi kép bên cạnh, rời mũi cho mình sang bên mũi kép bên cạnh. Các bạn rời mũi qua như thế này. Sau khi rời mũi xong thì các bạn sẽ tiến hành lên 3 bính. Và các bạn lại tiếp tục móc mũi kép cho mình. Đến cái phần ô trống thì các bạn tiếp tục móc vào cái ô trống này một mũi móc kép. Sau đó các bạn lên một bính vòng dây, bỏ qua cái chân kép ở giữa, bạn móc mũi kép vào ô trống bên cạnh. Sau đó các bạn lại tiếp tục móc mũi kép. Các bạn nhìn ở cái phần cái ô mà trụm lại như thế này thì đến cái hàng này nó đã không còn mũi nào nữa. Còn cái phần ở bên tăng ra lại tiếp tục tăng thêm một mũi. Còn cái ô mà trụm lại thì đã không còn mũi nào nữa. Ở đây là còn một mũi và lên trên này là không còn mũi nào. Cái chỗ này là mình đã bỏ ô trống rồi. Sau đó các bạn móc tiếp cho mình một mũi móc kép vào cái ô trống này nha. Thêm một mũi móc kép. Các bạn móc cho mình 3 4 5
5, 6. Sau đó, đây, ô trống ở chính giữa thì các bạn móc đến cái mũi kép ở bên cạnh. Đây là mũi kép tiếp theo thì các bạn tiếp tục lên cho mình một bính. Bỏ qua cái mũi kép này, các bạn móc vào cái ô trống một mũi móc kép. Đây, các bạn nhìn nha, một trống một mũi kép, sau đó các bạn lại lên một bính, bỏ qua chân mũi kép này, các bạn móc sang mũi chân mũi kép bên cạnh, sau đó các bạn lại tiếp tục móc mũi kép. Cho đến cái vị trí ô này thì cũng giống như bên này. Mình sẽ móc giống như bên này, tức là mình sẽ móc mũi kép vào ô trống, bỏ qua cái chân kép này mình không móc, mình lại móc tiếp vào cái chân, vào cái ô trống bên cạnh. Mình móc vào ô trống một mũi móc kép. Sau đó mình lên một bính vòng dây, bỏ qua chân kép này, móc vào đây một mũi móc kép. Bạn nhìn nha, như vậy là mình vừa mới thực hiện cái vị trí này giống như vị trí bên này. Thì tiếp theo các bạn móc vào cái ô trống ở giữa này thì các bạn sẽ thực hiện lại cách móc như ở bên này. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho mình cho đến cuối hàng. Và lý do vì sao mình phải rời mũi, vì đây là cái ô trống của cái cụm giữa này, mình sẽ rời mũi sang bên cạnh để tạo thành cái ô trống này. Vì mình sẽ bỏ một chân mũi mình móc sang mũi tiếp theo, cho nên mình sẽ phải rời mũi qua để cho mình khi mà nối lại, thì khi mà mình móc vào đây một mũi kép như ở hàng này, như ở hàng này, thì nó mới tạo thành là hai ô trống ở hai bên. Đó là lý do vì sao mình phải rời mũi. Các bạn cứ thực hiện lại cách móc như vậy cho mình cho đến cuối hàng. Mình móc đến đây rồi thì mình sẽ vô trong chỗ này, cái ô trống này, thì mình sẽ thực hiện lại cách móc ở đây. Tiếp theo khi mà mình qua bên này thì mình lại thực hiện cách móc như thế này. Tức là cái cụm này nó càng ngày càng tỏa ra và cái chỗ này nó sẽ thu nhỏ lại đến khi còn không mũi. Và các bạn nhìn nha, cái phần họa tiết ở giữa này nó chính là cái phần này. Là mình sẽ làm bốn cái ô như thế này. Một ô ở hàng này, hai ô ở hàng này và một ô ở hàng này, để tạo thành cái họa tiết ở giữa của cái hình quả trám như thế này. Và cái họa tiết này sẽ thực hiện ở trong 3 hàng, 1, 2, 3, 3 hàng như thế này. Và bắt đầu của cái họa tiết này, bắt đầu của cái họa tiết này sẽ là cái phần, là phần này, đây là bắt đầu, hàng thứ hai đây rồi. Tức là lên thêm một hàng nữa là mình sẽ là còn lại một ô như thế này. Đó, đây là cái phần họa tiết của giữa cái quả trám. Còn đây là phần thu lại, khi nó đi lên, chỗ này là thu lại. Còn cái này sẽ tỏa ra, cái này đi lên, chéo lại, thu lại, cái này đi lên, sẽ tỏa ra. Sau khi tỏa ra rồi thì tiếp tục hàng tiếp theo, khi mình móc lên thì cái chỗ tỏa ra lớn nhất đây rồi, nó sẽ lại thu nhỏ lại. Và cái phần thu nhỏ lại này nó lại tiếp tục tỏa ra, xong sau lại thu lại tiếp. Nó là như vậy, nó sẽ tạo thành hình quả trám. Và ở giữa quả trám sẽ là 4 ô họa tiết để trang trí như thế này. Các bạn cứ thực hiện cái hàng mình vừa hướng dẫn. Và móc xong hàng đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lên tiếp hàng tiếp theo nha. Mình vừa hướng dẫn các bạn móc xong hàng số 8. Bây giờ tiếp tục lên hàng số 9. Thì khi lên hàng số 9 thì mình không còn phải rời mũi nữa. Mình lên 3 bính, sau đó mình sẽ móc là mỗi chân mũi một mũi móc kép. Các bạn thực hiện móc cho mình mỗi chân mũi một mũi móc kép. Đến cái vị trí này thì như lúc nãy mình nói, thì ở cái phần thu nhỏ này lại, đến đây đã là không còn mũi nào nữa. Thì đến cái vị trí này thì bắt đầu phía bên này sẽ lại thu mũi lại. Và ở cái chỗ này sẽ bắt đầu tỏa ra giống như phần bên dưới này, giống như ở phía dưới góc này. Tức là cái cụm này bây giờ bắt đầu sẽ thu nhỏ lại như thế này. Còn cái cụm từ cái chỗ này tương ứng với vị trí dưới này là cũng sẽ bắt đầu lại tỏa ra để tạo thành quả chám. Thì để thu lại thì các bạn sẽ bỏ qua cái chân mũi này không móc, bạn lên một bính vòng dây, móc vào cái ô trống này cho mình một mũi móc kép.
Sau đó các bạn lại tiếp tục lên một bính, bỏ qua một chân mũi kép. Mình móc lại chỗ này mình bị lấy thiếu sợi. Móc một mũi kép vào ô trống. Sau đó lên một bính, bỏ qua một chân kép, móc vào chân kép tiếp theo. Như lúc nãy mình đã giới thiệu với các bạn thì ở cái chỗ vị trí này là vị trí bắt đầu chuẩn bị lên, chỗ này thu vào, cái chỗ này thu vào, cái chỗ này thu vào thì ở giữa này sẽ tỏa ra để tạo thành hình quả trám. Còn ở cái chỗ này chỉ là bốn ô họa tiết để mình trang trí mà thôi. Thì ở đây là có 3 ô rồi. Giờ mình sẽ móc tiếp một mũi móc kép vào cái ô trống này, lên một bính, bỏ qua cái chân mũi kép, móc vào cái chân vào ô trống một mũi móc kép. Sau đó mình lại móc mỗi chân mũi một mũi móc kép. Thì ở đây mình đã vừa tạo xong bốn ô họa tiết 1 2 3 4. Đây. Như vậy là mình đã móc xong cái phần họa tiết trang trí ở giữa quả trám. Các bạn lại tiếp tục móc cho mình mỗi chân mũi một mũi móc kép. Tiếp tục qua bên này. Qua bên này thì mình phải móc quả trám để cho nó thu lại, giống như phần vừa rồi mình mới móc. Các bạn cũng sẽ móc cho mình. Này, ở đây tổng cộng là có 6 mũi kép liên tiếp nhé. Sau đó các bạn sẽ bỏ qua một chân kép, các bạn lên bính, bỏ qua một chân kép, móc vào cái ô trống ở giữa này một mũi móc kép. Các bạn lên một bính vòng dây, bỏ qua một chân bính, móc một mũi móc kép. Bạn nhìn cho mình nha. Mình vừa mới làm xong cái phần tăng mũi rồi. Thì ở cái cụm tiếp theo này, thì các bạn sẽ thực hiện lại cách móc ở cụm này. Sau đó các bạn cứ lặp lại cách móc như vậy cho mình cho đến hết hàng. Lúc này các bạn sẽ thấy là cái họa tiết quả trám của mình đến đây là bắt đầu thu nhỏ vào. Và bên này thì bắt đầu chuẩn bị hình thành nên một cái chân của quả trám mới. Các bạn lặp lại cho mình cho đến hết hàng nha. Sau khi móc xong hàng thứ 9 thì các bạn lưu ý giúp cho mình là mình đã tạo xong cái phần họa tiết và mình cũng đã kết thúc một đầu trụm vô. Và bắt đầu cái hàng mà mình tỏa ra thì cũng sẽ bắt đầu đi trụm vào. Và cái chỗ mà trụm vào này rồi thì bắt đầu lên đây là mình đã có một mũi. Thì các bạn sẽ xem xuống dưới này cho mình. Đây. Khi mà mình móc hàng thứ hai của cái phần đáy thì đây, hàng đầu tiên của mình ở đây là một mũi, thì hàng thứ hai khi tăng lên sẽ là 3 5 7 9 11. Và khi được 11 mũi ở cái phần tăng thì đến hàng tiếp theo của mình sẽ là cái phần bắt đầu tạo họa tiết ở chính giữa. Còn cái phần thu nhỏ thì các bạn nhìn này, thu nhỏ lại dần đến khi còn 3 mũi, 1 mũi và 0 mũi. Các bạn cứ nắm cái quy luật tạo cái họa tiết quả trám để trong quá trình móc các bạn chỉ cần nhìn, cái hàng và đếm cái số mũi ở trong này thì các bạn sẽ biết là mình đã móc đến đâu. Như ở đây, các bạn nhìn nha. Bắt đầu, mình đẩy lên một chút đây. Bắt đầu của mình, bắt đầu trụm vô thì cái này nó sẽ tỏa ra. Sau khi mà mình móc xong cái hàng thứ 9 là cái phần này, là mình đã tạo xong họa tiết cái hàng này. Thì lên đến hàng thứ 10, các bạn nhìn này, lên đến hàng thứ 10 thì cái chỗ mà hàng thứ 9 một mũi kép, thì lên hàng thứ 10 ở chỗ này đã là 3 mũi kép và cái chỗ này lại trụm vô lại. Thì các bạn cũng sẽ móc tất cả đều là mũi kép. Ngay cả cái ô trống này các bạn cũng móc mũi kép. Thì cái họa tiết nó sẽ bị khóa lại ở 3 hàng này. Xong lên tiếp theo cái chỗ này các bạn lại tăng lên 5 mũi thì ở bên cạnh nó sẽ giảm. Chỗ này lên 7 mũi thì chỗ này cũng sẽ giảm. Nó cái hàng ở chỗ bắt đầu từ chỗ này nó tăng lên dần. Và cái chỗ này nó sẽ giảm dần. Thì đến khi mà cái chỗ này giảm còn một mũi thì ở giữa này mình lại bắt đầu chia. Các bạn lại chia ra để làm họa tiết. Đến khi mà cái chỗ này giảm còn không mũi thì họa tiết ở chỗ này là hai ô trống. Và đến khi cái chỗ này bắt đầu tăng lên một mũi thì họa tiết ở giữa này là còn một ô trống.
lên 3 mũi thì họa tiết ở chỗ này là không còn nữa mà là mũi kép hết. Các bạn cứ thực hiện cách móc như vậy cho mình. Các bạn cứ móc thẳng lên, cứ trụm vô lại tỏa ra, trụm vô lại tỏa ra. Thì khi mà trụm vô tỏa ra như vậy thì cái phần bắt đầu của các bạn ở bên hông này, các bạn cũng sẽ tương ứng với cái họa tiết để mà rời mũi như mình hướng dẫn. Nếu mà nó rơi vào cái phần họa tiết này thì mình cũng rời vô, hoặc là rơi vào cái này các bạn rời vô. Cái cách rời vô thì mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Các bạn sẽ dựa vào cái họa tiết ở bên này để mình sẽ tính cái lúc mà mình lên hàng nó tương ứng cho nó phù hợp. Sau đó khi các bạn móc thẳng lên như thế này, các bạn sẽ đo cho mình cái chiều dài từ cái phần này lên. Đến khi nào mà các bạn cảm thấy cái chiều dài túi mà các bạn ưng rồi thì các bạn dừng lại và tiến hành móc cái phần viền này. Cái phần viền này thì mình sẽ móc sử dụng đó là mũi móc đơn để viền. Thì các bạn thích, nếu mà thích viền ngắn như của mình thì các bạn viền khoảng 5 hàng. Khoảng 5 hàng các bạn cắt chỉ. Còn nếu mà các bạn thích cái bản này nó rộng hơn thì bạn có thể viền lên 10 hàng để cho nó rộng lên như thế này. Sau khi mà các bạn móc xong xuôi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm quai túi và làm cái hình lá treo ở video sau. Móc cái phần quai túi thì các bạn sẽ thực hiện cho mình như sau. Đầu tiên các bạn sẽ lên một sợi dây bính. Ở đây của mình là cái bản này là 3 cm. Còn tùy thuộc vào các bạn, bạn thích bản rộng hay là bản hẹp thì các bạn có thể điều chỉnh số mũi ban đầu nha. Còn ở đây thì mình móc tổng cộng là 9 mũi. Cứ một hàng này là 9 mũi nha. Thì ở đây là mình sẽ bắt lên một sợi dây bính gồm 9 bính. Sau đó mình sẽ móc là 9 mũi móc đơn. Mình sẽ móc là 9 mũi móc đơn. Lên hàng thứ hai thì mình sẽ móc là 2 mũi móc đơn. Sau đó lên 5 bính, tiếp tục móc 2 mũi móc đơn để tạo cái khuy. Tạo cái khuy này khi mà mình may cúc vào cái túi thì mình sẽ gài cái này vào phần cái cúc đó. Sau đó khi lên hàng thứ ba thì các bạn lại tiếp tục móc 2 mũi móc đơn. Sau đó là cái sợi dây bính, 5 bính của mình ở giữa này thì các bạn sẽ móc vào cái sợi dây bính này là 5 mũi móc đơn. Và hai mũi móc đơn cuối cùng nữa. Tổng cộng của mình vẫn là 9 mũi. Sau đó lần lượt thì các bạn cứ móc mũi móc đơn, những hàng mũi móc đơn. Các bạn làm cho đến khi đạt đủ chiều dài của cái phần quai túi này. Cái chiều dài quai túi này thì tùy thuộc vào các bạn nha. Các bạn thích dài thì các bạn móc dài, còn thích vừa phải để đeo qua vai thì các bạn móc vừa phải. Khi móc đến đây chỗ này thì các bạn cũng tiếp tục móc 2 mũi bính. Các bạn móc cho mình 2 mũi đơn, sau đó lên 5 bính và tiếp tục là 2 mũi đơn. Hàng cuối cùng thì mình sẽ móc 2 mũi đơn, 5 mũi đơn vào trong cái sợi dây bính mà mình lên, sau đó là kết thúc là bằng 2 mũi đơn. Như vậy là mình sẽ có hai cái ô khóa như thế này để móc vào phần cúc mà mình may. Các bạn sẽ may cúc vào. May cúc vào, sau đó mình sẽ gài cái phần quai túi này vào. Đây, quai túi này có thể tháo rời ra được. Gài vào như thế này. Các bạn thực hiện như vậy cho mình cho được hai quai túi như thế này nha. Sau đó các bạn sẽ sử dụng 4 cái cúc, may mỗi bên 2 cái để gài quai túi.